Xin chào tất cả mọi người nha. Trên tay mình đang cầm một số thanh su bát tàu thủy. Anh em mình chỉ sưu tầm được một số ít thôi để làm ra những con dao chất lượng nhất để cho mọi người có thể mang làm quà tặng và biếu. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem quá trình mà anh thợ giỏi nhất nhà mình làm ra những con dao từ su bát tàu thủy sẽ như thế nào nha. Bộ dao này gồm có 3 con, một con dao chặt, một con dao thái và một con dao lọc. Đây là con dao chặt cần tất cả các loại đồ cứng. Đấy. Từ xương lợn, chân giò, xương bò, xương mề, thoải mái cho mọi người nhá. Tiếp theo là con dao thái, con này cực kỳ sắc bén, thái da trâu, da bò, thịt lợn, thịt bò, thoải mái các bạn nhá. Là một con dao lọc, con này chuyên lọc và thái với thiết kế với thiết kế mới, đẹp hơn, sang hơn, cứng hơn, sắc hơn, hộp đựng đẳng cấp hơn, túi đựng đẹp hơn. Đặc biệt quà tặng nhiều hơn, tặng cho mọi người 5 phong bao lì xì độc quyền dao bếp Tamao TV, cộng thêm một bộ nạo gọt hoa quả, cộng thêm cho mọi người một bộ mài dao Nhật Bản và free ship toàn quốc. Đấy. Với bộ mới này thì mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thử hàng, ưng ý thì thanh toán tiền. Và đặc biệt, mọi người sử dụng trong vòng 7 ngày, nếu không ưng ý thì sẽ được hoàn hàng, hoàn tiền nhé mọi người nha. Vẫn bảo hành cho mọi người 6 tháng, 1 đổi 1. Nếu sản phẩm của anh em mình bị cong vênh, sứt mẻ hoặc trong quá trình sử dụng mà nó có bị gì nhé mọi người nha. Đây là dao làm từ su bát tàu thủy, thế nên là số lượng rất là có hạn. Mọi người ai đặt hàng thì inbox vào những số Zalo đằng sau cho mình hoặc là fanpage của anh em mình. Bác nào cần dao? Cứ ạ.